giờ em gặp thì em cũng cố gắng diễn giải cho anh như vậy em có thể biết cho em. Có những cái biết là em có được không? Dạ, thì em ở tụi em đặt giới về gì người siêu nhiên cái gì đó. Em hạn chế đúng không? Ví dụ giờ em có bị đụng xe thì nói ừ, bay chưa vô bệnh viện. Nói chung